Hãy subscribe cho kênh Tương Thị Mai để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nó đã cắt điện nhà mày rồi thì bây giờ ấy, nó không có quyền đấu với mày. Bây giờ mày ra ngoài kia nộp phạt.
mà của 24 người mình kể ra đi. Cái này là mình làm thái luôn bà nhỉ. Phải ngồi với quả luôn. Chẳng đã làm không ạ.
mua mật ong không ạ? Bao nhiêu đứa? Để ở chỗ để mua hàng đất nhá, đặt cho cô ấy gặp mày đi. Tí nữa là ông đi là chỗ bán hết rồi á. Hãy subscribe cho kênh Tương Thị Mai để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
nhanh hết. Bà đi tới đây kia đi bán thì bà lấy cuối làm gì? Cây có cây ngon đấy, tôi bóng chảy. Nhưng mà sao mà xin gái nhỉ? Anh phải ăn ngoài xin không? Cái nó to con bé này sẽ to nó. Nốt bán rẻ thôi bằng có đi nhiều không? Nốt bán rẻ thôi và không có gì rẻ vào đây rồi bằng. Có đi anh ơi, có 100.000 một cái. Cô xe có đi cô ơi, có 100.000 một cái thôi bằng. Áo trẻ con này là cua. Cô đi chú bước lên trên đó để cháu cháu càng đeo và cháu thanh lý nốt nó sạc khô và bán rẻ là tốt. Bán rẻ đeo 100.000 một cái thôi và áo trẻ con 100.000 một cái thôi. Thank you.